Chào các bạn đến với khóa học bí quyết giỏi C cộng cộng ngay lập tức. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tính tích các ước số của một số nguyên dương n. Như các bạn đã biết ở các video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để tìm ước của số nguyên dương n, đồng thời chúng ta có thể tính tổng của các ước số đó. Bây giờ ở cái bài tập hôm nay chúng ta sẽ cùng giải quyết cái vấn đề là ta sẽ tính tích các ước đó. Thì cũng tương tự như các bài trước, ở bài tập này chúng ta sẽ áp dụng câu lệnh for if kết hợp trong C cộng cộng. Nếu như các bạn nhập một giá trị n là 20 thì chúng ta sẽ có các ước số của nó là 1, 2, 4, 5, 10, 20, và chúng ta sẽ có tích của nó là 8.000. Bây giờ mình sẽ chạy các bản demo trước để cho các bạn xem kết quả nha. Rồi, bây giờ mình sẽ nhập giá trị n là 20. Rồi, các bạn thấy là ra là 8.000. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn phần lý thuyết sơ qua về câu lệnh for if kết hợp. Như các bạn đã biết, câu lệnh for thì chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều ở các video trước rồi. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta sử dụng câu lệnh if kết hợp với câu lệnh for. Thì chúng ta biết câu lệnh if nó có dạng là một cái điều kiện, một cái phép so sánh. Và các bạn sẽ thấy là câu lệnh sau if sẽ được thực hiện nếu như cái điều kiện đó đúng. Còn điều kiện sai thì câu lệnh sau if sẽ bị bỏ qua. Vậy ví dụ như mình có một cái câu lệnh là for chạy từ 1 cho đến 5. Rồi, chúng ta sẽ có câu lệnh if sau câu lệnh for là y mod 2 khác 0. Thì in cái giá trị y ra. Vậy các bạn thấy là khi chúng ta chạy các giá trị từ 1 cho đến 5 chạy các giá trị từ 1 cho đến 5 thì mỗi lần chạy như vậy nó sẽ kiểm tra cái biến y, cái giá trị y mod cho 2 có khác không hay không. Nếu đúng thì nó sẽ in cái giá trị y ra kèm phẳng trắng. Nếu sai thì nó sẽ bỏ qua câu lệnh sau này. Vậy ví dụ như giá trị y là 1 thì các bạn thấy 1 mod 2 khác không. Khác không thì chúng ta sẽ in giá trị y này ra vì cái điều kiện đúng. Rồi nếu như chúng ta tăng cái biến y này lên, chúng ta tăng cái biến y này lên, rồi chúng ta tăng cái biến y này lên là 2 thì 2 mod 2 bằng 0. Vậy điều kiện chỗ này sai, sai thì chúng ta sẽ không có thực hiện câu lệnh sell. Rồi tương tự y bằng 3, 3 mod 2 thì khác không, đúng, đúng thì chúng ta sẽ in cái giá trị biến y ra. Tương tự 4 thì bằng 0, và chỗ này sai, sai thì không có in giá trị biến y ra. 5, 5 thì khác không thì in ra. Như vậy chúng ta sẽ in ra được là 1, 3, 5, các số lẻ từ 1 cho đến 5. Rồi, đó là phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần code. Rồi, chúng ta sẽ có một cái biến n kiểu số nguyên để người dùng nhập vào bằng câu lệnh cout. Rồi, phóng lớn lên cho các bạn dễ nhìn. Rồi, chúng ta sẽ có một cái biến s để chứa cái tích. Và các bạn lưu ý mình để biến s là kiểu nt vẫn được. Tuy nhiên các bạn lưu ý đây là chúng ta tính tích. Mà khi nói đến tính tích thì giá trị in ra sẽ rất là lớn. Cho nên để chắc ăn thì các bạn nên sử dụng kiểu long in là chắc ăn nhất. Rồi, và nhớ là chúng ta sẽ gán cái giá trị ban đầu cho s là 1 chứ không phải là 0. Rồi, chúng ta vào câu lệnh quan trọng của cái bài này. Mình sẽ cho biến y chạy từ 1 cho đến n. Rồi, nếu như n mod y nghĩa là y là ước của n. Vậy nếu điều kiện chỗ này đúng thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị y nè, chúng ta nhân cho giá trị s, có nghĩa là nhân dồn lại từ 1 cho đến cái ước cuối cùng của n thì chúng ta sẽ có được cái tích. Vậy để tích thì chúng ta ở đây mình sẽ để chữ t đi cho dễ nha. S là mình chúng ta xem nó là cái tổng rồi, rồi t. Rồi, để bây giờ mình sẽ chạy. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy từng câu lệnh một cho các bạn xem. Ví dụ n mình nhập là bằng 12. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có
12 lần lặp. Ở lần 1 thì chúng ta có y bằng 1, thì các bạn thấy 1 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 12. Như vậy điều kiện là ở câu for đúng. Đúng thì nó sẽ vào câu lệnh if là 12 chúng ta mod cho 1 thì bằng 0. Vì các bạn thấy điều kiện trong câu for, câu if là đúng. Đúng thì câu lệnh phía sau if được thực hiện, có nghĩa là đầu tiên chúng ta t đây là 1. Rồi, vậy t sẽ bằng t nhân cho y. Như vậy là 1 nhân cho 1 là bằng 1. Rồi, ở lần lặp thứ hai, ở lần lặp thứ hai thì y sẽ bằng 2. 2 thì nhỏ hơn hoặc bằng 12. Rồi, 2 thì nhỏ hơn bằng 12, đúng. 12 mod cho 2 thì các bạn thấy chia hết, chia hết cho nên t sẽ bằng t cũ là 2. Mình xin lỗi các bạn, t cũ là 1 nhân cho y là 2. Như vậy chúng ta sẽ có cái tích là 2. Rồi, ở lần thứ 3, lần thứ 3 thì y sẽ bằng 3. Thì các bạn thấy 3 nhỏ hơn bằng 12, đúng. Đúng, ta vào câu lệnh if thì 12 mod cho 3 vẫn được các bạn. Chia hết thì chúng ta sẽ có t cũ là 2. Đây, 2 chúng ta nhân cho y là 3. Như vậy chúng ta sẽ được kết quả là 6. Rồi, ở lần lặp thứ 4, ở lần lặp thứ 4, ở lần lặp thứ 4 thì y sẽ bằng 4. Rồi, 4 thì nhỏ hơn một bằng 12, đúng. Đúng thì chúng ta sẽ có là 12 mod cho 4, chia hết luôn, chia hết luôn, cho nên chúng ta sẽ có cái t cũ là 6. 6 các bạn sẽ nhân cho y, y hiện thời là 4. Như vậy chúng ta được kết quả là 24. Rồi, ở lần lặp thứ 5, ở lần lặp thứ 5, sáu nhân bốn là 24. Rồi, ở lần lặp thứ 5, y sẽ bằng 5. Thì các bạn thấy 5 nhỏ hơn bằng 12, đúng. Nhưng mà 12 mod 5 thì không có được, không có bằng 0, cho nên chỗ này sai. Sai thì t không có thực hiện. Rồi, bên trong chỗ này là t1, t2, t3. Như vậy ta tính được là thế t thứ 4 rồi. Rồi, ở lần 5 thì không thực hiện được. Ở lần thứ 6, ở lần thứ 6, 12 y bằng 6, 6 nhỏ hơn bằng 12. 12 mod 6 được nha các bạn. Rồi, chia hết cho nên chúng ta sẽ có t thứ 5 sẽ bằng t thứ 4. T thứ 4 của chúng ta đang là 24 nè. Rồi, chúng ta sẽ nhân cho, nhân cho 6. Rồi, chúng ta được kết quả là 6 lần 4 thì 24. Viết 4 với 2, 6 lần 2 12 với 2 là 14, là được 144. Rồi, ở lần lặp thứ 7, lần 7, lần 8, lần 9, lần 10, lần 11 thì các bạn thấy 12 đều không chia hết cho các giá trị này, cho nên là câu if sai. Rồi, cho nên vẫn đang T5 là 144. Và ở lần thứ 12, ở lần thứ 12 thì 12 nhỏ hơn một bằng 12 là đúng. Đúng thì chúng ta có câu if là 12 mod cho 12 thì đương nhiên là chia hết rồi, cho nên là chúng ta sẽ có cái t thứ 6 sẽ bằng T5 là 144. Chúng ta sẽ nhân cho 12 thì sẽ bằng 144, mà các bạn nhân cho 12 thì chúng ta sẽ bằng 1728. Rồi, đây là cái giá trị t mà chúng ta sẽ in ra.
vì lần thứ 13 thì không thực hiện được, nó lớn hơn giá trị 12. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử với n bằng 12 xem kết quả phải là 1728 không nha. Rồi. Hai 1728 rất chính xác các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhập một cái giá trị n lớn để cho các bạn thấy cái tích của nó dẫn tính ra đúng là nhờ chúng ta sử dụng kiểu long long in khi chúng ta sử dụng cái biến tích nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhập một số n là 4 lớn. Đây các bạn thấy cái tích ra rất lớn đây. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 chữ số và dẫn ra kết quả đúng nha các bạn, vì chúng ta sử dụng kiểu long long in, chứ nếu như chỗ này các bạn sử dụng kiểu NT thì sẽ ra giá trị không đúng, mặc dù chương trình chúng ta thực hiện đúng nha, các bạn lưu ý nha. Rồi. Như vậy vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để tính tích các ước số của số nguyên dương n. Ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm các ước của một số nguyên dương n. Rồi mình sẽ tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo về C cộng cộng.